Xin chào các bạn, mình là Hạnh Chi, mình đã trở lại với hôm nay có gì hot. Nào mình cùng lượn một vòng xem hôm nay ngày 28 tháng 4 có gì hot nào. Ngày hôm nay chúng ta đã có những thông tin về tình hình kinh doanh của Apple trong quý vừa rồi. Đây thực sự là một bản báo cáo tồi tệ nhất trong 13 năm khi cả doanh thu, lợi nhuận đều sụt giảm. Trái ngược với Apple, trong ngày hôm nay Samsung đã đưa ra một bản báo cáo kinh doanh đẹp như mơ của mình. Theo báo cáo, lợi nhuận mà Samsung thu được trong quý này là khoảng 5,84 tỷ đô la Mỹ, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu khoảng 42 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,7%. Có được thành công này, không thể không kể đến loạt sản phẩm chất lượng của Samsung thời gian gần đây như là S7, S7 Edge, Note 5, Galaxy A2016. Có vẻ như sau 2 năm liên tục sụt giảm lợi nhuận thì Samsung đã bắt đầu quay trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Một like cho Samsung với tinh thần dám thay đổi nào. Sau thành công hạ cánh tên lửa Falcon 9 SpaceX của tỷ phú Elon Musk, Iron Man của đời thực sẽ tiếp tục khiến cả thế giới phải bất ngờ một lần nữa. Theo như thông tin mới được SpaceX công bố, họ sẽ sử dụng phi thuyền Red Dragon để bay đến sao Hỏa. Đây là phiên bản được sửa đổi và nâng cấp từ phi thuyền Dragon 2 với 8 động cơ Super Draco và được thiết kế để hạ cánh lên bất cứ hành tinh nào trong hệ mặt trời. Tỷ phú Elon Musk cũng cho biết thêm, thử nghiệm đầu tiên của sứ mệnh này sẽ được tiến hành vào năm 2018 và phi thuyền này sẽ không chở các phi hành gia. Ông giải thích rằng không gian bên trong phi thuyền này rất chật hẹp và không phù hợp với một chuyến đi dài ngày. Tuy nhiên, sứ mệnh này sẽ đặt một dấu mốc quan trọng cho con đường đưa loài người lên sao Hỏa. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với người hàng xóm to lớn là Trung Quốc, khi mới đây một công ty đã ra mắt khách sạn tình yêu công nghệ cao dành cho các cặp đôi muốn đổi gió. Theo đó, khách sạn tình yêu sẽ được áp dụng những công nghệ tiên tiến, ánh sáng và nhiệt độ trong các phòng sẽ thay đổi dựa theo tâm trạng và độ thân mật của các cặp đôi. Chưa hết, mỗi phòng trong khách sạn sẽ được trang trí theo từng chủ đề khác nhau, có sẵn các bộ đồ cosplay và không thể thiếu các đồ chơi cho các cặp đôi. Trong thời điểm các cặp đôi đang dần chán khách sạn tình yêu thì đây thực sự là một giải pháp đổi gió và làm mới không thể bỏ qua cho các bạn trẻ. Sau một vòng dạo quanh thế giới, chúng ta sẽ về Việt Nam để xem hôm nay có gì hot. Theo những thông tin mới nhất mà mình hóng được thì iPhone SE chính hãng sẽ được bán vào giữa tháng 5 tới đây đấy. Cụ thể là ngày 12 tháng 5 và mức giá khởi điểm sẽ là 11 triệu 600 ngàn đồng. Có vẻ khá chắc đây khi iPhone SE bán tại 7S hiện chỉ còn 10,59 triệu và hơn hết cũng sẽ được bảo hành 1 đổi 1 trong 1 năm đó. À quên, mình còn có một thông tin nữa là iPad Pro 97 inch chính hãng cũng được bán ra cùng đợt iPhone SE. Giá khởi điểm cũng chắc không kém, đó là bắt đầu từ 16 triệu đồng. Cuối cùng sẽ là chuyên mục quảng cáo. 30 tháng 4 tới đây bạn có kế hoạch gì chưa? Nếu chưa thì hãy tới ngay 7S nhé. Với chương trình giải phóng hàng tồn kho, hàng hot cũng giảm, bạn sẽ có cơ hội mua smartphone phụ kiện với mức giá giảm lên tới 40% cơ. Chi tiết thì hãy truy cập 7S.com.vn nhé. Và bây giờ Hạnh Chi phải xin chào các bạn rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong hôm nay có gì hot vào ngày mai. Và giờ mình phải đi xem Captain America Civil War đây. Bye bye các bạn.